mến chào toàn thể quý vị khán giả của channel Vũ Phước Kiên Giang nha quý vị. Quý vị ơi, quý vị có khỏe không? Vũ Phước xin chúc quý vị luôn dồi dào sức khỏe và vạn sự như ý nha quý vị. Hiện nay thì Vũ Phước đang ở tại trung tâm thành phố Montreal. Cái này gọi là tiếng Anh gọi là downtown á, downtown của Montreal nha quý vị. Để mình quay một vòng cho quý vị xem ha. Đường Saint Laurent, cái đường này là đường một chiều nha quý vị. Đây là cái phố đi bộ của Saint Catherine với Saint Laurent. Ok, đường bên đây là đường Saint Laurent. Đường bên đây là đường Saint Catherine. Phố này là phố đi bộ không quý vị? Để mình quay cái phố đi bộ này cho quý vị xem ha. Giờ này thì cũng không có đông lắm. Cái này hướng về cái phố tàu này nha quý vị. Phố tàu ở đây nè. Bên đây là cái tiệm bán đồ set shop đó quý vị. Tiệm này lớn lắm à, bán đồ set shop lớn lắm. Cái khu này là cái khu cũng là sầm uất lắm của thành phố Montreal nha quý vị. Giờ thì Vũ Phước đang đứng chờ trung tâm của cái phố đi bộ Saint Catherine. Đẹp không quý vị? Quá đẹp ha. Ở đây là cà phê ha, cà phê Tim Horton ha. Cà phê này cũng nổi tiếng ở Canada nha quý vị. Khắp Canada luôn á. Phố đi bộ này. Cái đường này là đường Saint Catherine nha quý vị. Saint Catherine với cái khúc mà Saint Laurent á.
này thì ít có mình mang khẩu trang nè. Coi như cái mùa virus corona này thì cái lượng mà khách du lịch thì hầu như là không có nha quý vị. Cho nên cái người bản xứ ở đây thôi, cho nên nó cũng hơi vắng, không có đông lắm. Ở đây là cái quảng trường nha quý vị. Quá đẹp cái gì ơi, nó cảnh đẹp lắm á.
Catherine nha quý vị. Đây cái phố đi bộ năm nay nó làm dồi nước lên quá đẹp luôn. Ok, để mình quay những ảnh cho quý vị xem ha. Ảnh quá đẹp cái gì đây. Giang xin kính chúc quý vị dồi dào sức khỏe và vạn sự như ý nha quý vị. Có cái thảm đẹp quá. Gì thấy không? Ở đây có cái thảm như cái võng vậy. Thảm cỏ. Ở đây là cái đường gì? Dân Marco với Saint Catherine. Bây giờ mình sẽ lội bộ dài dài lên trên đây nha quý vị. Phải ngược trở lại trên đây. Đây là cái quảng trường mà để mà người ta chơi nhạc sống rồi đó quý vị. Ngay đây là trung tâm nè. Mấy năm trước thì không có xây những cái bậc tam cấp như vậy. Năm nay mới thấy xây cái này. Tình hình thì cái người dân ở đây thì ra đây chơi cũng ít, không có đông lắm. Tại vì ngày xưa đó không có corona thì người ta ra đông lắm. Ở đây giao hàng cà phê, buổi chiều chắc đông lắm. Ở đây là các cửa hiệu, ở đây có đường xuống metro luôn nha quý vị. Cái cửa này đi metro nè quý vị. Giao hàng cà phê ở đây ha. Thank you.
Tiệm bán đồ sex shop ở đây nghe lớn lắm nha quý vị. Exotica, Protica, còn 7/7 luôn. Nhạc sĩ đường phố nghe quý vị. Khúc trên đó hết rồi, không có gì nữa, không có vui lắm. Đây là phố Tây nha quý vị. Ở đây là cái cà phê Le Paris đó. Cái chỗ này là cái chỗ nhảy sexy nha quý vị. Cái chỗ mà đàn bà nhảy sexy cho đàn ông coi đó quý vị. Ở đây nó quảng cáo gầm gộ vậy luôn á. Không, Việt Nam đâu có được như vậy. Và mấy cái thành phố khác cũng không có giống như vậy đâu quý vị. Chỉ có Montreal thôi. Ok. Cái này là vô cửa khoảng 5 đồng một người. Rồi vô đó mình coi người ta nhảy ở trên sàn nhảy á. Dạ. Ok, bây giờ mình sẽ tiến về cái đường Saint Catherine, cái đường phố đi bộ nữa. Nhưng mà cái khu này thì thấy cũng vắng lắm, bữa nay trời nóng quá. Bữa nay trời nóng dữ lắm á quý vị, mình đi ngoài đường mà ra mồ hôi luôn á. Ở đây phố đi bộ nó cấm mấy chiếc mà xe hai bánh, sao người ta chạy dữ vậy ta, mà cấm khúc dưới kia thôi. Ok, hồi nãy á là mình quay cái cửa tiệm mà nhảy sexy của phụ nữ nhảy cho đàn ông coi. Bây giờ mình sẽ đi quay cái đàn ông nhảy cho đàn bà coi nha quý vị. Cái cửa tiệm ở đây ở thành phố này nó hai cửa tiệm cũng gần nhau. Phía trước mặt của mình đó là cái cửa tiệm là Lê 281, là cái chỗ đó đó. Nếu mà quý vị nào có đi du lịch qua Montreal mình á thì có dịp ghé vào đây để thưởng thức nha quý vị. Đó, đây là đàn bà đi xem đàn ông nhảy ở bên này. Đó. Đây, để mình qua bên kia mình quay toàn cảnh cho quý vị xem ha. Đó, Lê 281 á. Đó, cái khu này là đây có tiệm Việt Nam nè quý vị. Quý vị thấy không? Ông Cả Cần nè. Ok, nhà hàng Việt Nam Y á. Ông Cả Cần ha. Đây. Đây là 281. Cái này là mở cửa ban đêm ha quý vị. Toàn bộ cái này chắc mở cửa ban đêm hết. Đó. Đây 281 này là nhảy sexy đàn ông nhảy cho đàn bà xem. Mở cửa từ 20 giờ đến 3 giờ sáng nha quý vị. Ok. 281. Đó, số 94 Saint Catherine, dưới đường Berger and Saint Catherine. Quý vị nào có đi Montreal muốn đến đây để rửa mắt á thì ghé đây ha. Ở đây là đàn ông nhảy cho đàn bà xem. Còn hồi nãy á, Hữu Phước quay phía bên kia là đàn bà nhảy cho đàn ông xem. Ok nha quý vị. Cảnh cũng hơi tối nha quý vị. Sáng lắm. Đây, Hữu Phước đang hiện thời đang có mặt ở tại những cái địa điểm quay cái địa điểm mà nhảy ha. Ở đây là những cái quán bar này quý vị. Ok. Quán bar này ha.
Ở cái khu này ban đêm là sầm uất lắm nghe quý vị, rất là đông vui nha, giống như là cái khu Pattaya của Thái Lan vậy đó, đông lắm nha. Cái này là 281, đàn bà đàn ông nhảy cho đàn bà xem, và bên kia là đàn ông nhảy cho đàn bà, nhảy cho đàn ông xem đó, đầy đủ những cái địa điểm ăn chơi hết trơn nha quý vị. Ok, hotel. Ở đây là cái quán phở 55 ngày xưa mình làm ở đây nè quý vị. Hồi lúc mà mới đến đây á, đây là còn số cái số nhà nè. Còn cái số 55 nè quý vị thấy không? Đó, hồi đó phở 55 ở đây, mình làm ở đây. Bây giờ thì không còn nữa, chủ thì chắc cũng không biết còn sống hay không. Đó, khu phố này hồi xưa quậy lắm á. Ở đằng phía sau này á, thì mình đi ra, nếu mà ai không có xe đó thì đi ra đây có metro nha quý vị. Đó, cái phố Tây bây giờ vậy đó quý vị, vắng tanh như chùa Bà Tanh vậy đó, ít người qua lại lắm. Trung tâm thành phố Montreal đó quý vị, trung tâm thành phố Montreal Canada, nó ngắn vậy đó.